mời anh em cùng thưởng thức chất âm từ em nó. Đôi loa của Nhật đến từ thương hiệu Sharp Optonica anh em nhé. Đánh tiếng cực bay luôn. Loa bass 25 tiếng chắc và vừa tiền, phải nói là quá vừa tiền cho một đôi loa Zdes đẹp như vậy. Đôi mắt long lanh nghe tin con vẫn còn ngày xa. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường xa. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng. Nhạc lời hát nhanh đáp ứng tốt, nhạc chậm đáp ứng tốt. Nói chung là chơi bolero, chơi nhạc pre 75 hoặc là chơi nhạc liên khúc vẫn thoải mái anh em ạ. Hát được cả karaoke. Đôi loa này mẫu mã tuyệt vời, lưới tre càng đẹp không điểm chê. Optonica ở Nhật Bản thì nó gọi là Optonica, xuất khẩu gọi là Sam. Bass 25. Buồn làm chi em ơi. Một bass một chép. Lời cũng tất nhiên là lời nó sẽ cả ở bass và lời cả chép anh em nhá. Nó sự là kết hợp. Ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu. Tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cổ sáng ngang. Buồn làm chi em mặt nó màu đen thì là khi quay video nó sẽ không nổi anh em nhé. Loa cao tầm 55, bề ngang 30, còn chiều sâu khoảng gần 30. Loa vuông thành sát cạnh đẹp. Thầm nhìn mưa rơi mà nghe chưa giót não nề. Ngày xưa em hứa bao lời. Cho đoạn nhạc pre 75 nhạc Tuấn Vũ xem. Âm ly của dòng Yamaha sản xuất tại Nhật luôn. Giá 2 triệu. Tổng bộ này 6 triệu bạc anh em nhé. Để rồi anh trách em hiện mờ. Để rồi anh trách em mơ thầm. Xa người đành mũ bạc lời yêu đương. Cho tình duyên tan tác. Cho đôi đường. Anh đừng giận em, đừng trách chi em. Chỉ thôi khi niềm mình khắc trong lòng. Tình đầu này đã không. 6 triệu đồng anh em được một bộ âm thanh nghe nhà và ghe vàng hát karaoke. Âm ly Zdes sản xuất tại Nhật và thông tin 190W, 100V, 780 Yamaha 780 trở kháng từ 4 ohm. Đôi loa đẹp mỹ mãn luôn.
Shira chào hẹn gặp lại nha.